Nào, nào đấy, vừa mới nói xong. Cho con trái đi. Trái là bên nào? Ôi trời ơi, thôi thôi, đi 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 ra đi. Đây nó là trái này. Anh có cắt ni lông được không? Để em cắt luôn ạ. Cắt đi. Ôi trời ơi, ông làm thế này thì rách hết cái mặt bàn tôi rồi. Thôi đi 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 đi, đưa đây đây, để đây tự. Anh em xin mấy đồng uống nước ạ? Không có đâu. Làm như mèo mửa mấy đồng cái gì? Biến đi. Cẩn thận. Anh Mến. Cái gì? Em thấy cửa rắn á. Ống trăng ba chuộc. Cái nhà thì bé tí. Mà cái bộ bàn ghế thì to đùng. Anh coi này. Kế vô luôn, có chỗ mà ngồi luôn. Người ta chưa đề can xong bà. Mấy nữa sẽ bỏ hai cái giường này đi, kê dịch nó ra. Nếu mà vẫn chật thì cứ bớt hai cột đấy đi. Thế là ngồi thoải mái. Chật cái gì mà chật. Phí cả tiền. Tha cứ để bộ bàn ghế cũ còn hơn. Thay đổi tư duy đi. Tích cực lên. Quyết liệt lên. Ơ, bố ơi, đồ của ai đây ạ? Nhà mình chứ của ai. Ngồi đây nào, ngồi đi. Êm không? Mấy hôm nữa dẫn cả lớp đến đây, bố mời ăn. Nhất là những đứa trước đây nói là bố ăn cắp ấy. Bố không mời đâu. Bố sợ chúng nó trả đến, phí đồ à? Mời ăn còn sĩ diện. Giờ phải cho chúng nó biết nhà mình là như thế nào. Còn đứa nào khinh bảo bố, bố bẻ gãy răng. Ơ, thế sao hôm trước cả Lạc không đến ăn cơm? Bố không bẻ răng đi. Anh Mến, anh nói chuyện với trẻ con kiểu chi rửa? Tinh, bố nấu cơm với mẹ. Thôi, không phải nấu nướng gì cả. Xả láng đi. Ra làm mấy lon bia lạnh với ba bát cháo lòng nóng về đây. Người ta nói là muốn làm việc lớn ấy là phải có một cái đầu lạnh và trái tim nóng. Đó, đi mua đi. Thế này thì mời trộm nó vào à? Đêm hôm rồi, lọ mọ xuống đây làm cái gì? Em lấy cốc nước, uống viên thuốc. Mệt không bảo người ta lấy cho. Cũng không thể bật cái điện lên. Ông tưởng trộm tí cho cái ống điếu vào, không phải oan già không? Tôi đi lên kia tôi lấy cho. Này, đói không? Nấu bát mì nhá. Thôi.